Sáng nay, tàu cứu nạn SAR-273 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã lai dắt tàu đưa 19 thuyền viên trên tàu cá NA-97788TS vào cửa lò an toàn và làm thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương. Trước đó, ngày 25 tháng 8, khi đang đánh bắt cá gần đường phân định Vịnh Bắc Bộ, tàu NA-97799TS do ông Bùi Xuân Luận ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm thuyền trưởng với 19 thuyền viên tàu bị hỏng máy, không khắc phục được, xung quanh không có tàu nào trợ giúp. Cùng lúc này, thời tiết trên biển chuyển xấu do cơn bão số 7 đang tiến vào Biển Đông. Gió Đông Nam cấp 5-6 khiến sức khỏe các thuyền viên mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn. Nhận được yêu cầu cứu trợ khẩn cấp của thuyền trưởng Luận, tàu SAR-273 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang trực tại cửa lò lên đường cứu nạn. Sau hơn 10 giờ vượt biển trong đêm, tàu SAR-273 đã tiếp cận được tàu cá ông Luận và lai dắt vào bờ an toàn.